À, xem ngày tốt khai trương mở hàng tháng 11 âm lịch năm 2023 được lộc trời cho buôn may bán đắt thu tiền mỏi tay à, quý vị thân mến trong làm ăn buôn bán thì cái việc chọn ngày khai trương chọn ngày mở hàng rất quan trọng nếu mà chọn được những ngày lành tháng tốt thì việc làm ăn của quý vị sẽ rất tốt thuận lợi và gặp nhiều cái may mắn thuận buồm xuôi gió vì cái thời khắc khai trương được vượng cát hay là hung họa cho quý vị ấy, thì phụ thuộc vào cái ngày lành tháng tốt đối với bản thân của gia chủ ngược lại nếu phạm phải những cái giờ đại kỵ sẽ khiến cho công việc nó trở nên bế tắc, chắc chở đủ đường, làm ăn thì thất bát, thua lỗ, thậm chí là phá sản trắng tay. Ở à, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt lành nhất để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở cửa hàng trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Cái dịp đặc biệt cuối năm này thì là cái thời điểm mà quý vị gì, cái nhu cầu mua sắm nó được tăng cao. Vì thế, mà quý vị có ý định mở hàng kinh doanh buôn bán trong dịp Tết này là điều hết sức hợp lý. Thì để chọn ra một ngày tốt lành nhất để tiến hành công việc khai trương mở hàng thì chúng ta sẽ dựa vào cái quyển sách là ngày tốt toàn thư, dựa vào các tiêu chí để lựa chọn ra ngày tốt khai trương mở hàng. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương khai trương mở cửa hàng buôn bán trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thì đây là những cái tháng cuối năm, đây là cái thời điểm tuyệt vời để chúng ta tiến hành cái quy chuyện là khai trương mở cửa hàng. Vì cái thời điểm này nó có rất nhiều cái ngày lễ lớn đúng không ạ? Như là gì cái ngày ví dụ như ngày Noel, ngày Tết Dương lịch vân vân. Thì cái nhu cầu mua sắm trong cái tháng 11 nó cũng cực kỳ cao. Vậy nên là đây là một cái thời điểm tốt để quý vị tiến hành công việc khai trương để cuối năm thâu thu tài lộc. Đó. À, thưa quý vị, để lựa chọn ra ngày tốt để khai trương trong cái tháng 11 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt tuần thư nhé. Ngày tốt tuần thư để chúng ta chọn. Và quý vị hãy mở cái trang, mở cái trang 183. Trang 183 là những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương mở cửa hàng vào cái dịp cuối năm. Và chúng ta sẽ có 35 tiêu chí, 35 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt để tiến hành công việc khai trương ấy. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Khi mà chọn được theo 35 tiêu chí này ấy, thì nó cũng sẽ đảm bảo được tất cả những ngày xấu là chúng ta đã loại bỏ đi và chọn ra được những ngày tốt đó. như là những ngày thiên nguyện dân nhật trực mãn trực thành trực khai đó ngày ngũ phú đại hùng sa thiên đức nguyệt đức thiên đức hợp nguyệt đức hợp đó là những ngày ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong cái tháng 11 âm lịch đúng không ạ thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại hoặc là số zalo 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem cho mình những ngày tốt lành nhất đó như quý vị đã biết cái tháng 11 âm lịch nó là cái tháng giáp tý đúng không ạ thì cái bảng lịch này thì tử thông sẽ gì làm cho quý vị theo cái thứ tự như sau Đầu tiên thì chúng ta sẽ có thứ, vị thứ hai, thứ ba, thứ tư nó sẽ là ngày nào? Thứ hai là gì? Lịch dương. Và thứ ba là lịch âm, là lịch âm. Và thứ tư, cột thứ tư là cái cột can chi, tức lịch can chi, vị ngày mùng 1 thì nó là ngày ất tỵ Thì trong cái tháng 11 âm lịch ấy, nó khởi từ ngày 13 tháng 12 dương lịch năm 2023 đến ngày mùng 10 tháng mùng 10 tháng 1 năm 2024. Ngày mùng 1 đó là ngày ất tỵ và ngày 29 đó là ngày quý dậu. Cái tháng 11 đó là tháng giáp tý, đó là tháng thiếu chỉ có 29 ngày đúng không ạ? Và đầu tiên bao giờ cũng vậy để lựa chọn ra ngày tốt thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh. Đó khi mà chọn được ra loại bỏ những ngày xấu cần tránh rồi thì chúng ta mới chọn được ra những ngày tốt để chúng ta tiến hành mọi việc nó được thuận lợi, may mắn và bình an. Ngày xấu đầu tiên chúng ta cần phải loại bỏ, loại bỏ đúng không ạ? Thì đó chính là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong cái tháng 11 âm lịch ấy thì nó sẽ là ngày dần và ngày mùi. Ngày dần này chúng ta có ngày mùng 10 là ngày giáp dần này, nó là ngày sát chủ này. Tức là nó rơi vào ngày 22, ngày 2 dương lịch ấy. À, tiếp theo là ngày gì? Ngày 20 Ngày 12 12 âm lịch nó ngày bính dần nó là ngày sát chủ đó, nó rơi ngày mùng 3 tháng tháng 1. Đó. Ngày thứ hai là ngày gì? Ngày mùi đúng không? Ngày mùi thì nó sẽ là ngày đinh mùi ngày ngày mùng 3 này. Ngày 15 là ngày kỷ mùi này. Và ngày 27 là ngày tân mùi. Đó là ba ngày mùi ngày sát chủ mà chúng ta cần phải loại bỏ. Tiếp đến sau cái ngày sát chủ thì đó là ngày thụ tử đúng không ạ? Ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch năm 2023 ấy, thì nó sẽ là ngày mão. Ngày mão là chúng ta có ngày 11 là ngày ất mão này, đúng không ạ? Và ngày 11 và ngày 23 là ngày đinh mão thì đó là hai ngày thụ tử tiếp đến ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày tam nương ngày tam nương thì chúng ta sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày đinh mùi này nó trùng với ngày gì trùng với ngày uh, ngày sát chủ nhá đây chúng là sát chủ sát chủ âm đinh mùi này ngày kỳ mùi cũng là thuộc sát chủ âm 27 cũng là ngày sát chủ à, tiếp đến là gì ngày tam nương thì chúng ta sẽ có 6 ngày này đầu tiên là ngày mùng 3 là ngày đinh mùi này Thứ hai là ngày mùng 7 là ngày Tân Hợi này, đúng không? Tiếp theo là ngày 13 là ngày Đinh Tị. Ngày 18 là ngày Nhâm Tuất, đúng không? Ngày 22 thì nó là ngày Bính Dần, nó trùng với ngày sát chủ rồi. Và cuối cùng là ngày 27 ngày Tân Mùi cũng trùng với ngày sát chủ âm, đó. Đó là những ngày tăng nương cần phải tránh. Tiếp đến ngày xấu thứ tư chúng ta loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì sẽ có 3 ngày mùng 5, 14 và 23. Ngày mùng 5 thì nó rơi vào ngày Kỷ Dậu, đúng không? Ngày 14 nó rơi vào ngày Mậu Ngọ, nó trùng ngày Nguyệt Phá. Và ngày 23 thì nó là ngày Đinh Mão, trùng ngày Tự Tử. Tử. Ngày xấu tiếp theo chúng ta còn lại bỏ đó là ngày trực phá. Ngày trực phá thì chúng ta biết là tháng 11 là tháng giáp tí độ, tí ngọ là thương xung. Vậy nên những ngày ngọ sẽ là ngày trực phá, nó sẽ có 3 ngày. Mùng 2 là bính ngọ. Mùng 2 ngày 14 là ngày 14 là ngày mậu ngọ và ngày 20 14 và ngày 26, 26 là ngày cái ngọ. Thì đó là ngày nguyệt phá, 3 ngày nguyệt phá. Đó. Tiếp đến chúng ta lại bỏ ngày tiếp theo đó là ngày ngày dương công kỵ. Dương công kỵ thì nó sẽ rơi vào ngày 21 Ngày 21 thì nó là ngày ất Sửu nhá. Chúng ta cũng sẽ không dùng. Nó phạm vào Dương công kỵ. Ngày Dương công kỵ cũng rất là xấu trong việc khai trương, vì vậy mà người ta cũng không chọn nhé Tiếp theo, ngày thứ 6, ngày thứ 7 chúng ta cần phải xem xét đó là ngày Trực Bình. Ngày Trực Bình thì nó là ngày Mão, ngày Mão thì trùng với ngày gì? Trùng với ngày thụ tử nhá. Nên là chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ không dùng. Ngày xấu thứ 8 chúng ta cần phải xem xét đó là ngày Trực Thâu, ngày Trực Thâu nó là ngày dậu. Ngày dậu thì chúng ta sẽ có gì? Ngày dậu chúng ta có ngày mùng 5 kỷ dậu này, phạm ngày trực thu này. Đó. Mùng 5 17, 17 cũng ngày trực thu nhá. Và ngày 29 là ngày trực thu. Thì quý vị cần phải xem xét nhá. Tiếp theo là chúng ta xét đến ngày trực bế. Trực bế thì nó là, là ngày hợi. Ngày hợi thì nó sẽ có ngày sau này, ngày mùng 7 tân hợi này, phạm ngày trực bế này. Đó. M mùng 7 này Mùng 7, 19 19 là ngày quý hợi thì nó cũng là ngày trực bế nhá. Thì những ngày này quý vị phải xem xét nhé, nếu có nhiều cát tinh thì vẫn chọn được. Tiếp theo ngày thứ 10 đó là ngày kiếp sát. 11 là tai sát và ngày 12 là ngày nguyệt sát. Thì kiếp sát trong tháng 11 âm lịch nó sẽ rơi vào ngày tỵ. Ngày tỵ thì chúng ta sẽ có ngày mùng 1 này, nó phạm vào kiếp sát này. Đó. Mùng 1, 13 cũng phạm vào kiếp sát. Đồng thời là ngày gì? À, 13 thì nó là ngày tam nương đúng không? và ngày 13 và ngày 25 là ngày kỷ tỵ cũng phạm vào kiếp sát đó. ngày tỵ ngày ngọ thì phạm vào ngày tai sát thì nó trùng với ngày gì trùng với ngày uh, nguyệt phá chúng ta không xét nhá và ngày mùi ngày mùi thì nó trùng với ngày sát chủ âm đó vì vậy những ngày ngọ và ngày mùi thì nó trùng với ngày kia rồi tôi cũng không ghi nhá vì nó là ngày xấu đường nào chúng ta cũng lại bỏ rồi có cắt tinh đi chăng nữa thì chúng ta cũng không chọn đó tiếp đến là ngày uh, nguyệt sát ngày người, à, kiếp sát tai sát chúng ta chọn rồi đúng không À, tiếp đến là chúng ta chọn ngày thứ 14, đó là ngày nguyệt hại. Ngày nguyệt hại thì trong cái tháng tí thì những ngày mùi là ngày nguyệt hại thì ngày mùi thì chúng ta cũng đã loại bỏ hết rồi nhé. Đoạn vì nó trùng với ngày sát chủ âm. Thưa quý vị, thì cái ngày thứ 15 mà chúng ta còn loại bỏ là ngày nguyệt yếm. Ngày nguyệt yếm thì nó sẽ là ngày nó sẽ là ngày tí nhá, ngày tí. Ngày tí thì chúng ta sẽ có ngày mùng 8 là ngày nhâm tí này. Phạm vào nguyệt yếm này. Mùng 8 và ngày 20 là ngày canh tí cũng phạm vào nguyệt yếm nhá. Những ngày này thì nếu mà có nhiều tinh thì chúng ta vẫn chọn được nhá. Quý vị nhớ đấy. Chỉ một số ngày đặc biệt là chúng ta phải loại bỏ bất kỳ có tinh nào thì chúng ta cũng không chọn. Đó. Tiếp theo là ngày thứ 16 là ngày thiên sứ, ngày thiên sứ nó là ngày mão. Thì ngày mão thì trùng với ngày gì? Ngày mão là trùng với ngày ngày thụ tử. Thì chúng ta đã, đã, loại bỏ rồi. Ngày thứ 17 là ngày đại thời. Ngày đại thời là ngày mùi thì trùng với ngày gì? Trùng ngày sát chủ âm. Ngày thứ 18 là ngày đại hao, ngày đại hao là ngày thìn, đúng không? Ngày tiểu hao là ngày mão. Ngày đại hao là ngày thìn Thì ngày thìn chúng ta sẽ có những ngày sau này Ngày thìn Dần mão thìn Thì ngày thìn chúng ta có ngày 12 là ngày bính thìn này Phạm vào đại hao này Đó 12 và ngày 24 là ngày mậu thìn Cũng phạm vào đại hao Đó như vậy quý vị thấy này Gần như là các ngày rất là xấu trong tháng này à, Tiếp đến là ngày tiểu hao Ngày tiểu hao thì nó sẽ rơi vào ngày mão Đó là ngày số thứ 19 ấy Thì ngày mão là phạm ngày gì Phạm ngày thụ tử nhá Chúng ta lại bỏ rồi Tiếp đến là ngày 20 là ngày tứ hao. Ngày tứ hao nó rơi vào ngày Tân Dậu. Ngày Dậu thì chúng ta ngày mùng 5 kỷ Dậu 17 là Tân Dậu. 17 Tân Dậu thì ngày 17 Tân Dậu thì nó sẽ rơi vào ngày tứ hao. Tứ hao đúng không ạ? Rồi. Tiếp theo, ngày thứ 21 là ngày tứ phế. Ngày tứ phế nó là ngày Quý Sửu, ngày Quý Sửu là ngày mùng 9 đúng không ạ? Thì đấy nó nó là ngày con nước rồi. Nó sẽ rơi vào ngày tứ phế nhé. Tứ phế là ngày Quý Sửu vị trí là chúng ta cũng cần phải xem xét tiếp đến là chúng ta chọn đến ngày gì đến ngày tứ phế là ngày 21 này ngày 22 là ngày tứ cùng ngày tứ cùng là ngày quý hợi ngày quý hợi thì nó là ngày 19 này phạm trực bế này lại phạm ngày gì tứ cùng vậy đây là quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ tiếp theo ngày thứ 23 là ngày ngũ mộ ngũ mộ là ngày nhâm thìn thì ngày thìn ngày nhâm thìn bính thìn bính mậu canh như vậy là không có ngày nhâm thìn đúng không ạ không ngày nhâm thìn trong tháng 11 nhé Tiếp đến là ngày thứ 23 là ngày ngũ mộ Là ngày nhâm thìn này à, Ngày thứ 24 là ngày cửu không Ngày cửu không là những ngày thân Ngày thân thì có cửu không này Rồi. Ngày thân là mùng 4 là ngày mộ thân này Ngày 16 là ngày canh thân là cửu không Và ngày 28 là ngày nhâm thân cũng là phạm cửu không đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần phải tránh. đó. À, sau khi loại bỏ những ngày xấu xong ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào quyển sách ngày tốt tuần thư ngày tốt tuần thư để chúng ta tìm ra ngày tốt nhé thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại số zalo này, này 0989 34 chín để cùng tìm ra ngày tốt và các ngày tốt trong cái tháng trong cái tháng 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 11 âm lịch ấy để chọn ra công cho công việc khai trương ấy, đây ngày tốt khai trương thì chúng ta sẽ có những ngày sau này có ngày thiên nguyện này ngày dân nhật này ngày trực mãn này ngày trực thành này ngày trực khai này ngày ngũ phú này ngày đại hồng sa này ngày thiên đức ngày Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức và Nguyệt Đức Hợp. Đó là những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Và quý vị sẽ mở trang 183 nhé, để chúng ta có thể chọn ra những ngày cát lành nhất. Đó. Thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 nhé, để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư, tự xem cho mình ngày tốt mà không bị phụ thuộc bất kỳ vào ông thầy nào. À, tiếp theo chúng ta cùng xét về các sao tốt, xem là trong cái tháng này chúng ta chọn là ngày nào tốt để khai trương. Đó. Thì đầu tiên chúng ta chọn cái cái sao thiên nguyện cái thiên nguyện nó là ngày đúng không ạ nó sẽ rơi vào ngày quý sửu ngày quý sửu thì đây có thiên nguyện này thiên nguyện nhé đấy mặc dù là nó nó phạm vào ngày tứ phế nhưng lại có gì có cái thiên nguyện nó gánh gánh được đó. thì chúng ta cũng để lại nhé, xem xét sau nhé tiếp đến là ngày dân nhật ngày dân nhật là ngày mão ngày mão thì phạm vào sát chủ rồi dân nhật chúng ta cũng bỏ tiếp đến là ngày trực thành ngày trực thành nó là ngày thân đó. ngày thân mặc dù là phạm ngày cửu không nhưng nhưng mà nó có trực thành này trực thành này. Đó. Mùng 4 này, 16 này, trực thành đúng không ạ? Và ngày 28 thì cũng có trực thành. Tiếp đến là chúng ta xét đến cái ngày trực khai. Trực khai nó rơi vào những ngày tuất. Những ngày tuất. Ngày tuất là chúng ta có ngày mùng 6 canh tuất này. Mùng 6 18 nhâm tuất và ngày 18 và ngày 30, nhưng không ngày 30 đúng không ạ? Như vậy là chúng ta có ngày tốt đầu tiên đó là ngày nhâm tuất đó là tốt ngày canh tuất ngày canh tuất là ngày tốt đầu tiên nhá đó để chơi về khai trương thì đây là ngày tốt số 1 đó. tiếp theo chúng ta xét đến ngày ngũ phú ngày ngũ phú thì nó là ngày tỵ ngày tỵ chúng ta có ngày mùng một ất tỵ này ngày tỵ để phạm kiếp sát đúng không ạ ngày tỵ phạm kiếp sát nhưng nó có là ngày gì là ngày ngũ phú ngày ngũ phú là một trong ngày cực tốt để khai trương nhá nó sẽ mang lại giờ sự giàu sang phú quý đấy kiếp sát chỉ là một cái tiểu hung tinh nên chúng ta vẫn có thể chọn được đấy rất rất là ngày ngũ phú. Mùng 1 này, 13 này, 13 Phật tăng Nguyên Trung chọn 25 là ngày kỷ tỵ đúng không ạ? Thì cũng được ngũ phú. Đó, tôi để dấu ở đây nhé Để cho chúng ta sẽ tìm sau. Tiếp đến là chúng ta chọn ngày đại hồng sa. Ngày đại hồng sa thì nó là ngày thân và ngày tuất. Đó, ngày thân và ngày tuất. Thì ngày tuất chúng ta chọn rồi, nhưng vậy chúng ta còn ngày thân. Ngày thân đúng không ạ? Ngày thân thì chúng ta sẽ có ngày mộ thân ngày mùng này. Nó vừa trực thành này, lại vừa có gì? Là đại hồng sa này. Đại hồng sa, như vậy lại có thêm một cát tinh nữa. Ngày 16 cũng có đại hồng sa. Và ngày 28 ngày nhâm thân cũng có đại hồng sa. Đó. Thì tôi đến dấu hàng những cái cát tinh lại nhé Đây này, đại hồng sa này. Trực thành đại hồng sa này, trực thành đại hồng sa này. Trực thành đại hồng sa, đó. Để chúng ta lát chúng ta có thể chọn nhé À, tiếp theo là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức thì nó sẽ rơi vào phương khôn. Phương khôn sẽ có hai ngày là ngày mùi và ngày thân. Thì ngày thân này nó lại rơi vào gì? Có có gì? Có Thiên Đức này. Thiên Đức đúng không ạ? Và mậu thân này. 16 canh thân cũng có Thiên Đức này. Và ngày nhâm thân thì cũng có gì? Cũng có Thiên Đức. Đó. Tiếp theo. À, thiên Đức hợp thì nó cũng là ngày thân luôn. Vừa có Thiên Đức lại có Thiên Đức hợp. Đúng không? Ngày thân. Đấy có Thiên Đức hợp. Cái này cũng có gì? Thiên đức hợp. Như vậy là ngày thân này có thiên đức thiên đức hợp, Đó, nó rất là tốt. Nó rất là tốt cho việc khai trương ấy. Vậy những ngày thân quý vị chọn được nhá, mặc dù nó là ngày cửu không, nhưng nó có nó có trực thành này, có đại hồng sa này, à, có là ngày gì? Nó lại là ngày thiên đức và thiên đức hợp. Thiên đức và thiên đức hợp là cái ngày tốt cho mọi việc nhá, tốt mọi việc. Đấy, mọi việc thì đều hanh thông thuận lợi. Vậy nên có hai cái ngày này cũng sẽ hóa giải được ngày cửu không thì quý vị sẽ gì? Không phải lo lắng nhá, quý vị cứ chọn bình thường. Như vậy là chúng ta sẽ có ngày gì? Mùng ngày mùng 4 này, là ngày tốt thứ hai này đó. ngày 16 là ngày tốt thứ ba này và ngày 28 là ngày tốt thứ tư đó đó là bốn ngày tốt đầu tiên tiếp đến chúng ta chọn đến những ngày Nguyệt Đức ngày Nguyệt Đức là những ngày nhâm thì ngày nhâm thì chúng ta có ngày mùng 8 là nhâm tí này 18 là nhâm tuất và 28 là nhâm thân như vậy cái ngày nhâm thân này thì nó cũng tốt nó lại được thêm cái gì thêm cái nguyệt đức nữa đó. vừa có thi nước học lại có nguyệt đức vậy nên nó rất là tốt nhá đặc cái ngày này ngày 4 là ngày à, ngày ngày 28 này là ngày rất là tốt à, tiếp theo là chúng ta chọn được ngày nguyệt Đức hợp nguyệt Đức hợp là những ngày đinh nguyệt Đức hợp là những ngày đinh ngày đinh thì chúng ta sẽ có ngày đinh mão ngày 23 này ngày 13 là ngày đinh tỵ và ngày mùng 3 là ngày đinh đinh mùi nhưng mà những ngày đinh ý, thì trong tháng này đều là những ngày xấu chúng ta không dùng thì bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể chọn cái ngày một ngày nữa là ngày tam hợp ngày tam hợp trong tháng tý thì có ngày thân và ngày thìn ngày thân và ngày thìn thì ngày thân chúng ta chọn rồi còn ngày thìn đúng không ạ ngày thìn thì trong cái tháng 12 hai lịch nó sẽ gồm ngày sau này, ngày Bính Thìn này, ngày 12 Phạm Đại Hao này và ngày 24 ngày Mậu Thìn cũng phạm vào Đại Hao. Đó. Như vậy là gì ngày Thìn thì cũng cũng là ngày trung bình nhé. quý vị có thể là cân căn cứ nhé. tùy theo nếu mà cần thì quý vị vẫn là thể chọn được. Đó là ngày gì? tam hợp. Mậu Thìn này, tam hợp. À những cái ngày mà không chắc chắn thì tôi sẽ không ghi vào đây nhé. sẽ không ghi vào để cho quý vị có thể là tự lựa chọn nhé. Nhắc quý vị nhớ thôi. Đó là ngày gì? Canh Thìn à, Ngày Thìn Là ngày 12 là ngày Bính Thìn này Và ngày 24 là ngày Mậu Thìn Thì quý vị có thể cân nhắc, cân nhắc, cân đo đong đếm nhé Để chúng ta tiến hành nhé Tiếp theo một ngày nữa là ngày ngũ hợp Ngũ hợp thì đúng không ạ, tháng này là tháng giáp Tý Chúng ta có giáp kỷ hóa thổ đúng không ạ Thì chúng ta có thể chọn những ngày kỷ Ngày kỷ thì chúng ta có ngày mùng 5 Là ngày kỷ dậu, 15 là kỷ mùi và ngày 25 Là kỷ tị đúng không ạ Kỷ tị thì có ngũ phú này, nhưng nó lại được, nó lại gì? Phạm vào kiếp sát nhưng nó lại được cái ngũ hợp nữa. Ngũ hợp. Vậy nên là gì? Nó cũng là ngày tốt nhá. Tốt. Đó, tốt cho cái việc khai trương. Đó là ngày tốt thứ năm. Đó. Đó là những cái ngày tốt mà trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 để chúng ta tiến hành công việc khai trương. Khai trương mở cửa hàng ấy, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là tổng quan lại thì trong cái ngày trong cái tháng 11 âm lịch ấy, chúng ta sẽ có 5 ngày tốt khai trương nhé 5 ngày tốt khai trương đấy được đại được cát đại lợi thì ngày đầu tiên đó là ngày mùng 4 à, ngày đầu tiên là ngày mùng mùng 6 tháng 11 âm lịch thì nó là ngày canh tuất nó rơi vào ngày 18 đấy rơi vào ngày 18 tháng 12 dương lịch nó là ngày thứ hai đó. tiếp theo ngày tốt thứ hai thì nó sẽ rơi vào ngày thứ bảy nó là ngày mùng 4 tức là gì ngày mậu thân nhé ngày mộ thân ngày tốt thứ ba thì nó sẽ rơi vào ngày thứ năm ngày 28 tháng 12 dương lịch rơi vào ngày 16 là ngày canh thân đó là ngày tốt thứ ba tiếp theo ngày tốt thứ tư ngày tốt thứ tư nó rơi vào ngày mùng 3 mùng 3 tháng nó rơi vào ngày thứ ba nhá thứ ba là mùng 9 mùng 9 tháng 1 năm 2024 nó rơi vào ngày 28 tháng 11 âm lịch là ngày Nhâm Tuất là ngày tốt thứ tư à, tiếp theo ngày cuối cùng là ngày thứ năm nó rơi vào ngày thứ bảy nó là ngày thứ sáu nó là ngày mùng 6 tháng 11 nó là ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 tức là ngày 25 tháng 11 âm lịch ấy. là ngày kỷ Tỵ nhá Thì đó là 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc hay chưa thì ngoài ra để chọn ra cái giờ tốt ấy, thì do bây giờ có hạn nên là tử thông cũng sẽ chỉ hướng dẫn quý vị à, Quý vị sẽ sử dụng cái trang cái cái tài liệu ngày, ngày tốt tuần thư Quý vị hãy chọn cái ngày giờ tốt bằng cách sử dụng cái quyển ngày tốt tuần thư nhé Quý vị mở trang 127 ra Trang 127 thì có cách chọn giờ tốt và cách chọn giờ tốt Thì quý vị có thể tham khảo thêm cái cách chọn giờ tốt ở trang 127 để tự chọn ra cho mình những khung giờ tốt nhất Đó. À, trong trường hợp mà quý vị không tự chọn được quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại số zalo 0989 34 để thỉnh những quyển sách ngày tốt tuần thư cũng như là được để được tư vấn về cách chọn ngày tốt và giờ tốt trong cái để khai trương trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 nhé. Đó. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ xong cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc khai trương trong cái tháng 11 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn